Deck bà mất có God, có Hunter, có OK, thì số lần là 21 và chúng ta sẽ đến vào Legend và Raul. Có lẽ lần đầu mà khi tham gia stream à, tham gia giải đấu thì vì vậy là hơi hơi run. Mình nghĩ là hôm nay Việt Nam sẽ thắng thôi. Tại vì là so với đối thủ thì chúng ta có nhỉnh hơn một chút, chúng ta có những người chơi kỹ năng tốt hơn. Thôi quan trọng Legend đi. Quan trọng là chúng ta đến đến ngày hôm nay chúng ta xem những pro đánh. Có gặp một cái deck counter thì chúng ta cũng hơi khó. Vâng, Ban Precept và Ban Spray Masking Tea. No, 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 no. Oh my god. Chúng ta sẽ không còn thấy Legend chơi Bahamut nữa. Quan trọng à? Tornado bây giờ ít người chơi mà. Nó ít, nó yếu. PK à, Legend hay chơi cái deck này ở cái deck có balloon. No, không được đổi ác. Nếu mà phát hiện ra đổi ác là bị thua đấy. Hay rất cẩn thận, hay rất cẩn thận, tại vì họ biết là những người nổi tiếng họ chơi đấy. Spear rất chuẩn. À, xin có lem một giáp. Mày thế vẫn còn cho một cái bét. Hình như thẻ cuối cùng của Legend là một cái balloon. Thẻ cuối cùng. Ok bro, I will check. Ok. Thank you.
Giáp quá ư là tinh tế. Ok, sorry mọi người là mình không bình luận được cái trận này tại vì là đang có một cái vấn đề, đó là cái link của mình nó không hoạt động ở trên website của họ. Mình không hiểu tại sao. Chịu thôi. Việc của mình là chỉ gửi link thôi, không biết là gửi như nào nữa. Ok, và chúng ta sẽ đi vào game thứ hai của set thứ tư. Copy deck của nhau kìa. Copy deck. Oh my god. Deck tủ của Legend mà sợ gì. Miner tiếp tục của ông Miner một xem một cái giáp. Cinder. hàng chính hãng vẫn luôn là fake đúng không? Poison rồi. Cả tiếp theo độ tiếp tục cho bạn Baby, I'm real.